Hoa Fairy Tales. Chào, là tôi Dolphin đây. Chào mừng các bạn đã trở lại với thế giới của nàng tiên cá Ariel. Ariel vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên hoàng tử William trên đất liền. Nhưng những cuộc phiêu lưu dưới đại dương của Ariel dũng cảm với trái tim nhiệt huyết vẫn đang tiếp diễn. Sau khi đánh bại Madeline và bảo vệ được linh hồn biển cả, Ariel trở thành một đại diện sáng giá để kế nhiệm trọng trách lớn lao của hải dương Poseidon, bảo vệ đại dương. Sắp tới, một cuộc thi tài của đại dương sẽ diễn ra. Con sẽ thử sức với hai nàng công chúa tài năng tới từ những vùng biển láng giềng để chọn ra người xứng đáng nhất. Ariel vốn đã hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng để không phụ lòng tin tưởng của người thân yêu, nàng đã tập luyện hăng say để chuẩn bị cho thử thách sắp tới. Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã tới. Trước cửa lâu đài, linh hồn biển cả được đặt long trọng trên bệ đá. Tất cả cư dân dưới biển cùng tụ họp để dõi theo cuộc thi tìm ra người kế nhiệm của đại dương. Ngoài Ariel, hai đại diện ưu tú khác đến từ những vùng biển xa xôi cũng đã xuất hiện, cùng tranh đấu cho ngôi vị cao quý này. Đây là những ứng viên đến từ vùng biển Atit, công chúa Cersei. Từ nhỏ đã nổi tiếng lanh lợi, giỏi phép thuật và có thể giao đấu không thua kém những hiệp sĩ giỏi nhất. Thứ hai là công chúa Sansa, vùng biển Baphit. Nàng có trí tuệ đáng nể. Dù còn rất trẻ đã có thể giúp cha mình cai quản và xử lý các vấn đề cho cả một vùng rộng lớn. Và con gái của ta, Ariel. Hả? Hai người yên tâm, người thắng cuộc sẽ do toàn bộ cư dân đại dương quyết định. Còn đề thi sẽ do chính linh hồn biển cả đưa ra để đảm bảo không có sự thiên vị nào. Cảm ơn ngài, thưa Hải Vương. Chúng tôi đã hiểu rồi. Nào, thời khắc đã tới. Linh hồn biển cả sẽ quyết định xem thử thách của các ngươi là gì. Hải Dương vừa dứt lời, linh hồn biển cả sáng rực lên hơn bao giờ hết. Trong nháy mắt, cả Cersei, Sansa và Ariel cùng biến mất. Nhiệm vụ của các ngươi là hóa giải lời nguyền cho vùng biển và lấy được báu vật mà quái vật đang cất. Cả ba người được linh hồn biển cả đưa tới một vùng biển bị nguyền rủa, với đầy nham thạch rực lửa. Nơi này từ lâu đã không còn cư dân sinh sống vì những điều kiện khắc nghiệt và cả một con quái vật dung nham hung hãn. Trở ngại đầu tiên đến từ cánh cổng. Có rất nhiều con mắt dõi theo. Chỉ cần có người chạm vào cửa, lập tức đất đá phía trên sẽ ập xuống che kín lối vào. Các bạn, chúng ta phải làm thế nào để vượt qua cánh cổng này đi? Ta không biết, dường như cần phải có chìa khóa đặc biệt ở đâu đó. Ta hiểu rồi, các ngươi thật kém thông minh, hãy nhìn đây. Sansa vốn thông minh, nàng liền biến ra một tấm gương thần kỳ rọi về phía cánh cổng. Tất cả các con mắt vẫn mở, chỉ có một con mắt tự nhiên nhắm chặt lại. Ngươi đây rồi, ngươi chính là con mắt thật và cũng là chìa khóa để mở cánh cổng này đó. Thật quá dễ dàng, chiến thắng sẽ là của ta thôi. Ồ, nàng ấy thông minh thật. Còn ở đó mà nhìn nè, mau đuổi theo cô ta đi. Vào trong cung điện, Sansa ngạc nhiên thấy một dòng sông nham thạch nóng bỏng đang chảy dưới vực. Nàng nhanh chóng nép mình, men theo vách tường đi tiếp. Sansa, bạn hãy cẩn thận đó, phía trước nguy hiểm lắm. Thế là đã có được một con cừu dọn đường, cô ta sẽ phải hứng chịu hết nguy hiểm thôi. Bọn họ đã quá dè chừng rồi, nào có nguy hiểm gì cơ chứ. Thế là ngôi vị thống trị đại dương sắp thuộc về ta rồi đây. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như nàng tưởng. Làn khói nóng bốc lên từ dòng nham thạch dưới vực, không chỉ nóng chảy da thịt mà còn xuất hiện ảo ảnh về cha mẹ của Sansa, khiến nàng loạng choạng. Sansa cẩn thận đấy, đó là cạm bẫy của quái vật dung nham. Cẩn thận đó Sansa. Ta biết rồi. Đâu có dễ lừa ta như vậy chứ. Nhưng đến lần sau, từ dưới vực còn vọng lên cả tiếng kêu cứu của cha mẹ Sansa nữa. Cứu ta với, Sansa, con mau cứu chúng ta đi. Chúng ta sắp bị nham thạch nhấn chìm rồi con à. Cha, mẹ cố gắng lên, con đang tới đây. Sansa mất đà ngã xuống, may mắn kịp bám vào vách đá chới giới kêu cứu. Cứu tôi với, Cersei, Ariel. Ariel muốn nhanh chóng cứu Sansa, nhưng đường hẹp, Cersei lại đúng đỉnh giành phần đi trước. Cersei, chúng
ta mau lên đi, không thì Sasha sẽ nguy mất đó. Cứu tôi với, nhanh lên đi, làm ơn. Chờ một chút, ta tới cứu người đây. Nhưng rồi Kershi lại tàn độc đạp vào tảng đá mà Sansa đang bám trụ. Không, Sansa. Sansa, tại sao con lại tàn nhẫn như vậy hả? Ta đã trừ bỏ một đối thủ ngán đường cho ngươi rồi, đáng ra phải cảm ơn ta mới đúng. Không còn cách nào khác, Arien buộc phải đi theo Kershi. Cả hai cùng đi tiếp, vượt qua đoạn vực cuối cùng của dòng chảy dung nham. Họ cùng nhau tiến vào đại điện của lâu đài nham thạch. Đó cũng chính là nơi quái vật đang ẩn náu. Nó rất sửng sốt khi thấy sự xuất hiện của hai người. Sasha, hãy cẩn thận. Chúng ta nên thống nhất kế hoạch trước đã. Phải phối hợp với nhau thì mới hạ được quái vật chứ. Đừng có làm liều một mình nữa. Nếu mà sợ thì hãy tránh ra đi. Một mình ta sẽ hạ được nó cho mà coi. Nhưng cả hai nàng công chúa đều không phải là đối thủ của con quái vật. Dù cho Kershi tấn công bằng cả phép thuật hay cận chiến, nó vẫn chẳng hề hấn gì. Ngược lại, Arien còn bị nó đánh văng ra xa. Khi đã gần kiệt sức, Arien mới nhận ra đôi chân của quái vật đang bị xích, khiến nó khó có thể di chuyển được. Arien bèn nảy ra một ý tưởng và quyết tâm thực hiện nó. Nàng tới dây xích, cố gắng khiêu khích con quái vật. Quái vật rất tức giận, tung nắm đấm cực mạnh về phía Arien. Khi cú đấm của quái vật giáng xuống, nàng nhanh nhẹn né tránh, đồng thời biến ra một chiếc rìu kỳ ảo sắc nhọn, cùng nắm đấm tạo thành một lực lớn để phá vỡ dây xích giúp quái vật. Đồ ngu ngốc, ngươi muốn chết thì cứ việc, sao lại tháo xích cho quái vật để hại chết ta hả? Đừng sợ, bạn đã được tự do rồi. Ta đã trở lại như xưa rồi, xiềng xích của ta biến mất rồi. Ta là con gái của một vị thần cai quản vùng biển này. Ta bị cấm đoán tới với người mình yêu và bị giam ở đây. Ta đã nguyền rủa cả vùng biển này và ngày càng chìm trong thù hận. Giờ đây ta mới nhận ra sự mù quáng đó đã gây ra tai họa cho vùng biển thân yêu của ta. Cảm ơn đàn vì đã giải thoát cho vùng biển này. Ta xin tặng cho đàm báu vật này, mong rằng đó sẽ giúp ích được cho nàng. Đó là một viên hồng ngọc hình trái tim đỏ rực, tượng trưng cho trái tim của quái vật nham thạch. Sự bình tĩnh, cái đầu lạnh đã giúp Arien vượt qua thử thách này. Ngay lập tức, Arien và Kershi được đưa tới một vùng biển băng giá. Trước mặt họ là một núi băng hùng vĩ. Nhiệm vụ thứ hai của các ngươi là phải lấy được viên đá pha lê nằm trên đỉnh núi. Đó cũng chính là đầu não của dãy băng tuyết. Tuyệt lắm, ta là công chúa của xứ Atit lạnh giá. Trong thử thách này rõ ràng ta đã chiếm được lợi thế lớn rồi. Nhưng mọi chuyện không như cơ suy nghĩ. Dùng biển băng giá này còn khắc nghiệt hơn xứ Atit của nàng rất nhiều. Chỉ mới được nửa đường, cơ suy đã gần như kiệt sức. Ngạc nhiên thay, Adrienne lại chẳng hề hấn gì. Sensei, viên hồng ngọc này sẽ giúp cho cậu sưởi ấm và vượt qua lạnh giá đó. Chúng ta có thể chia sẻ đi cùng nhau lên tới đỉnh núi. Quả đúng là một báu vật của biển. Nếu có nó, ta sẽ dễ dàng lấy được viên đá pha lê trên đỉnh núi băng. Lòng tham nổi lên, Kershi muốn chiếm đoạt viên hồng ngọc. Cô ta bắn một tia phép thuật lên trên núi tuyết, tạo ra một quả cầu tuyết lớn lăn xuống. Nhìn kìa Adiel, đó là cái gì kia? Trời ơi, một quả cầu tuyết khổng lồ. Sasha, sao cậu lại hãm hại tôi như vậy hả? Tưởng rằng Adrien đã bị hại, nhưng nàng nhanh trí quá phép tạo ra một chiếc hố nhỏ đủ để nàng chui xuống và né được quả cầu tuyết. Tức thật, vậy mà cô ta vẫn kịp thoát trong tích tắc là sao chứ? Adrien và Kershi cùng rượt đuổi theo nhau một quãng đường dài. Ai cũng muốn mình là người lấy được viên pha lê trên đỉnh núi đầu tiên, nhưng cuối cùng Kershi vẫn là người nhanh hơn. Cuối cùng viên đá pha lê này đã là của ta. Ta chính là người chiến thắng rồi. Kershi vừa lấy được viên pha lê, lập tức mặt đất âm âm rung chuyển. Lớp tuyết trên đỉnh núi sụp xuống rất nhanh. May mắn là cô ta thoát kịp và bám vào mỏm đá. Adriel, hãy cứu tôi với, làm ơn đi. Mặc dù Kershi đã nhiều lần hãm hại mình, nhưng với sự nhân hậu, Adriel vẫn đưa tay ra kéo cô ta lên.
Thế nhưng khi vừa lên đến nơi, a ta lập tức quay đầu lại đẩy Ariel xuống vách núi. Ariel cũng lập tức tan biến giống như Sansa. Vậy là cả hai tranh đấu với ta đều đã tan biến. Ta chính là người kế nhiệm mới của Hải Vương, thống trị biển cả này. Hả? Thưa Hải Vương, ta đã chiến thắng cả hai thử thách của linh hồn biển cả và đem về đây hai bảo vật. Mong ngài hãy giữ lời hứa, trao cho ta cây đinh ba và linh hồn của biển cả đi. Thế nhưng Cơ Si nhận được chỉ là những cái nhìn lạnh lùng và căm phẫn của tất cả mọi người, khiến cô ta vô cùng kinh ngạc. Thì ra Sansa và Arya không chết, họ đã được linh hồn của biển cả đưa trở về vị trí ban đầu. Quá trình thử thách cũng được linh hồn biển cả chiếu lên cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Những thủ đoạn hãm hại, chà đạp người khác để đạt lợi ích của bản thân của ngươi, chúng ta đã thấy tất cả. Kẻ như ngươi sẽ không bao giờ được đại vương chấp nhận. Cơ Si vô cùng xấu hổ, bị mọi người lên án dữ dội. Cô ta buộc phải bỏ đi. Ariel và Sansa được linh hồn biển cả ban phước, họ nhanh chóng hồi phục một cách diệu kỳ. Thưa Hải Vương, tôi khâm phục tài đức của Ariel. Nàng có một trái tim nhân hậu và nhiệt huyết, cùng với trí thông minh và sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Nàng hoàn toàn xứng đáng được kế nhiệm thưa ngài. Bạn thấy đó, những cư dân của đại dương cũng đều đồng tình với ý kiến của Sansa. Một trái tim nóng và cái đầu lạnh luôn rất cần thiết, phải không?